Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast số thứ 2 của Ivy. Tại kỳ podcast trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu để có một cái nhìn tổng quát hơn về tình hình hiện nay của biến thể BA.5. Những ngày qua, sự lan truyền của các loại virus đang trở nên dày đặc và nghiêm trọng hơn. Tình hình thời tiết nắng, mưa thất thường khiến nguy cơ mắc các bệnh như Omicron, đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết ngày càng tăng cao. Điều đáng chú ý hơn cả, có một loại cúm xuất hiện trái mùa với mức độ lây lan chóng mặt, đó chính là cúm A. Gần đây, một số bệnh viện tại Hà Nội đã tiếp nhận hàng loạt ca bệnh nhiễm cúm A ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Các bác sĩ nhận định đây là một điều bất thường, bởi mọi năm dịch sốt xuất huyết đến trước rồi mới đến cúm A vào mùa đông xuân, nhưng năm nay quy trình lại bị đảo ngược. Hiện tại, số ca cúm A tại một số bệnh viện đang lấn át các ca bệnh sốt xuất huyết. Theo thông tin từ báo Lao động, số liệu thống kê của Hệ thống Giám sát Bệnh Truyền nhiễm tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2022, Hà Nội đã ghi nhận 2.605 trường hợp mắc cúm và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Số ca mắc cúm có xu hướng gia tăng trong 2 tháng gần đây. Đặc biệt, giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, số ca mắc dưới 400 trường hợp trên một tháng. Tuy nhiên, từ tháng 5, số ca mắc tăng cao, đặc biệt trong tháng 6 ghi nhận 887 trường hợp mắc, tăng 60% so với tháng 5 là 556 ca. 71 trường hợp chỉ định nhập viện, chủ yếu là phụ nữ có thai, trẻ em, người có bệnh nền, hầu hết khỏi sau 3 đến 4 ngày điều trị và ghi nhận một trường hợp viêm phổi nặng do suy hô hấp. Hiện tại, bệnh viện còn khoảng 20 bệnh nhân đang tiếp tục theo dõi và điều trị. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận số người đến khám do mắc cúm có xu hướng gia tăng. Trong 2 tuần đầu, từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 7, bệnh viện đã tiếp nhận khám và sàng lọc cho 1.068 ca nghi nhiễm cúm. Số trường hợp bệnh nhân có kết quả test nhanh dương tính với cúm chiếm 35,1% so với số khám sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm cúm. Trong đó, bệnh nhân dương tính với cúm A chiếm 97,6%, cúm B chiếm 2,4%. Vậy cúm A xuất phát từ đâu? Chúng ta cần chú ý và phòng tránh như thế nào? Bạn hãy cùng Ivy tìm hiểu trong podcast ngày hôm nay, cúm A trái mùa, nguyên nhân và cách phòng tránh. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cúm A là gì? Cúm A là bệnh cúm do virus nhóm A gây ra, điển hình như H1N1, H5N1, H7N9. Nhóm virus này đến từ các loài chim hoang dã, gia cầm như gà, vịt, ngỗng nên còn được gọi là cúm gia cầm. Virus cúm A có thể dễ dàng lây lan từ người này sang người khác khi người bệnh ho, hắt hơi, cười hoặc nói chuyện. Khi người cúm ho hoặc hắt xì, các dịch tiết sẽ bắn ra và bám trên bề mặt đồ vật hoặc vô tình lây bệnh khi dùng chung ly nước, đồ dùng với người mắc bệnh cúm A. Một điều đáng lưu tâm ở đây đó là cúm A lan rộng trong phạm vi từ người cao tuổi cho tới trẻ nhỏ, vì vậy chúng ta cần hết sức chú ý các triệu chứng. Vậy triệu chứng cúm A là gì? Thông thường khi mắc cúm A, người bệnh sẽ có các biểu hiện như ho, đau họng, viêm họng, ho khan, hắt hơi, nghẹt mũi, sổ mũi và khó thở. Đồng thời, người bệnh cũng sẽ gặp các cảm giác như sốt trên 38 độ C kèm theo ớn lạnh, nhức đầu, chóng mặt, nhức mỏi cơ thể, mệt mỏi, đau nhức cơ, ăn không ngon và cơ thể suy nhược. Một số trường hợp, người bệnh có thể gặp tiêu chảy. Đối với triệu chứng cúm A ở trẻ nhỏ, trẻ thường sốt cao từ 39 đến 40 độ C, da mắt, họng bị sung huyết, mệt mỏi, ăn kém, quấy khóc, khi bệnh nặng có cảm giác khó thở, viêm phổi hay viêm tiểu phế quản. Điều trị bệnh cúm A sẽ tùy thuộc vào triệu chứng. Một số trường hợp nhiễm cúm A có thể tự khỏi mà không cần can thiệp điều trị. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài và tiến triển nặng, người bệnh cần tới khám với bác sĩ để tránh những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra, đặc biệt là ở trẻ em, người cao tuổi hay phụ nữ có thai, những người có hệ miễn dịch yếu. Điều trị bệnh cúm A sẽ tùy thuộc vào các triệu chứng. Một số trường hợp nhiễm cúm A có thể tự khỏi mà không cần can thiệp điều trị. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài và tiến triển nặng, người bệnh cần tới khám với bác sĩ để tránh những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi hay phụ nữ có thai, những người có hệ miễn dịch yếu. Phòng tránh cúm A trong gia đình rất quan trọng vì cúm A rất dễ lây lan do tiếp xúc gần nên cần hiểu rõ cách chăm sóc người bệnh cúm A sao cho an toàn. Thứ nhất, cần đeo khẩu trang khi tới nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người bệnh. Thứ hai, nếu gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, cần hạn chế hoặc tránh tiếp xúc với người bệnh cho đến khi người bệnh khỏi hẳn. Thứ ba, rửa tay với xà phòng và nước sạch thường xuyên, rửa tay sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh hoặc chạm vào vật dụng cá nhân của người bệnh. Thứ tư, khi ho, hắt hơi cần che miệng, mũi bằng khăn giấy sau đó bỏ vào thùng rác.
Thứ năm, giữ ấm cơ thể, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng. Và cuối cùng, tiêm vaccine cúm mùa là biện pháp đơn giản, an toàn phòng ngừa cúm hiệu quả và mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn. Với tình hình phức tạp của các loại virus gây bệnh, cũng như sự nhầm lẫn về triệu chứng, người bệnh có thể kết nối trực tiếp với bác sĩ hô hấp giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm tại các bệnh viện, phòng khám uy tín gần nhất qua website IV hoặc Tổng đài Tư vấn Hỗ trợ Đặt lịch IV. Liên hệ số hotline 1900 639 367 để được tư vấn nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các podcast tiếp theo.